Chuyên mục Quốc phòng Điện Biên kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phản ánh của chúng tôi về hoạt động của lực lượng dân quân hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp đó là phản ánh những bước trưởng thành của chiến sĩ mới ở đơn vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Đoàn công tác Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng vừa có chuyến tổ chức chương trình trao tặng quà khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Na Ư, huyện Điện Biên. Ngay từ sáng sớm, bà con nhân dân từ các bản trong xã đã có mặt rất đông chờ tới lượt để các y bác sĩ trong đoàn công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe. Khi nghe tin có đoàn y bác sĩ Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đến khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân, ông Vư Phá Ly ở bản Ca Hầu, xã Na Ư cùng gia đình đã vượt gần 10 km đường tới trạm y tế xã để được thăm khám. Tại đây, ông được các y bác sĩ khám sàng lọc tai mũi họng, điện tim, đo huyết áp. Ông còn được các y bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật ở giai đoạn đầu để có cách phòng tránh. Nay được cục đến quân y đến khám chữa bệnh cho bà con, cho nên là tôi cảm thấy là quan tâm đến dân tộc thiểu số và dân tộc vùng sâu vùng xa, cho nên là cũng hôm nay khám là tuyệt vời, là cho bà con yên tâm về sức khỏe và gọi là cái đời sống của bà con. Cho nên tôi bản thân tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Tổng cục quân y sẽ cố gắng và tiếp tục quan tâm đến bà con nữa. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Na Ư chiếm trên 20%. Do vậy, Đoàn công tác Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền công tác vệ sinh, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho hơn 250 lượt người, tặng 100 suất quà cho các gia đình khó khăn, tặng 36 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, và tặng một số đồ dùng phục vụ cho học tập, sinh hoạt của các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mầm non xã Na Ư. Hôm nay thì rất là vui vì được các bác sĩ lên khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nông dân ở đây. Thì bà con nông dân rất là vui vì được khám miễn phí, phát thuốc miễn phí về. Đấy, rất cảm ơn ạ. Đối với Na Ư thì hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo là có trên 20%. Trong đó thì được sự quan tâm của Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng đến đây để cho quà cũng như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình, hộ nghèo, cửa nghèo cũng như là cho bà con nhân dân. Đó là một cái việc rất là đối với Đảng ủy chính quyền địa phương rất là tự hào. Và bên cạnh đó thì cùng với Đảng ủy chính quyền địa phương, tức là xóa đói giảm nghèo, là đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Na Ư. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Na Ư tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca, nhằm tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự lớn mạnh không ngừng của quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố thêm tình đoàn kết quân dân cả nước. Trong cái thời gian tới thì có lẽ là từ xuất phát từ cái việc như vậy thì Tổng cục 2 sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng một số cái chương trình tiếp, để Tổng 2 sẽ có những cái hỗ trợ và tổ chức các chương trình tiếp theo về với xã Na Ư của huyện Điện Biên để làm sao mà xây dựng được cái mối đoàn kết và cái tình quân dân ngày càng gắn bó và chặt chẽ hơn. Thông qua các hoạt động đã góp phần củng cố thêm tình quân dân bền chặt và để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân ở xã Na Ư. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên đã chỉ đạo xã Thanh Chăn tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân và phát động đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. Do vậy, năm 2024, xã Thanh Chăn được huyện Điện Biên lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, sát với thực tiễn hơn,
cho các đơn vị còn lại để công tác huấn luyện năm nay đạt kết quả cao hơn. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến lược chiến tranh nhân dân. Bước vào năm huấn luyện 2024, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt công tác rà soát, đăng ký, tuyển chọn, kết nạp dân quân mới, đồng thời trao quyết định cho các đồng chí đủ tuổi hoàn thành nhiệm vụ tham gia lực lượng dân quân, bảo đảm đúng chế độ chính sách theo đúng quy định của luật dân quân tự vệ. Cùng với đó, địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, mô hình học cụ được sửa chữa và làm mới đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hiện là ban chỉ huy quân sự luôn xác định là tập trung vào các nội dung còn yếu, còn thiếu, nó chưa đáp ứng với yêu cầu để bồi dưỡng cho cán bộ huấn luyện là những nội dung sát với thực tế, sát với địa bàn, nhất là trong cái tình hình hiện nay là đòi hỏi là mỗi cán bộ chiến sĩ là có cái phương pháp huấn luyện là đảm bảo được và truyền đạt cho đối với chiến sĩ nắm được các nội dung, các khoa mục và hiểu được nhiệm vụ của chiến sĩ để nâng cao một bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hiện nay. Ở địa bàn vùng cao, phần lớn lực lượng dân quân đều làm nông nghiệp. Dù bận rộn với cuộc sống, nhưng khi có lệnh gọi tập trung, họ tạm gác lại việc gia đình, nhanh chóng có mặt đúng theo quy định. Chương trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, luyện tập đội ngũ, tập bắn súng và ném lựu đạn xa trúng đích ở cả ba tư thế, luyện tập phương án bảo vệ cơ quan, đó là phần quan trọng đối với lực lượng dân quân hàng năm. Trong những năm qua thì bản thân tôi thì hàng năm thì cũng được tham gia huấn luyện, và ở cơ sở, ở địa phương thì chúng tôi cũng phát huy cái vai trò của người chiến sĩ là đi cứu hộ cứu nạn cũng như là phòng cháy chữa cháy rừng, tích cực tham gia cái phong trào nông thôn mới, giúp đỡ nông dân hộ khó khăn thì chúng tôi cũng giúp đỡ ngày công như là san đất hoặc là ngày công cho những hộ gia đình khó khăn. Trước khi tổ chức huấn luyện thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, các kế hoạch huấn luyện cho dân quân và tập trung huấn luyện về các kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật chiến đấu dân quân bộ tự vệ, về các giống như các đề mục là bắn súng tiểu liên AK, chiến thuật, rồi ném lựu đạn, các tư thế vận động trên chiến trường, rồi để cho dân quân nắm được thành thục động tác để vận dụng trong huấn luyện cũng như chiến đấu sau này. Quá trình huấn luyện, xã Thanh Chăn đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, hướng tới lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời xây dựng các phương án chủ động phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối dịp kỷ niệm diễn ra ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Chúng tôi được trang bị kỹ năng bảo vệ an ninh trật tự và phối hợp cùng với công an và bên biên phòng để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong cái vai trò xung kích, đặc biệt là lực lượng nòng cốt, thì lực lượng dân quân đã tích cực tham gia công tác cái việc áp dụng khoa học, chuyển dịch cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Thứ hai nữa là tham gia cái công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, rồi tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Cái thứ ba nữa là xây dựng cái lực lượng dân quân có cái bản lĩnh chính trị, có khả năng đáp ứng được mọi tình huống khi xảy ra. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động linh hoạt của cơ quan quân sự các cấp, cùng với ý thức trách nhiệm cao của lực lượng dân quân, công tác huấn luyện dân quân tự vệ của huyện Điện Biên nói riêng sẽ đạt được mục đích yêu cầu đề ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các đồng chí, thật tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, mảnh đất gắn liền với tên tuổi danh tướng huyền thoại Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi người đều có cảm nghĩ riêng về đại tướng, nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Hồng Miên, phó trưởng khoa giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên, lại có cách rất riêng của mình biểu lộ cảm xúc bằng cách sáng tác những bài thơ, bài văn qua nghiên cứu tìm hiểu về đại tướng để độc giả hiểu sâu sắc hơn về công lao to lớn của đại tướng. Đó chính là tình cảm
của cá nhân cô nói riêng và nhân dân Điện Biên nói chung để bày tỏ lòng biết ơn, ngưỡng mộ, kính yêu và tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuyển tập thơ văn Võ Nguyên Giáp, danh tướng huyền thoại do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Miên chủ biên được xuất bản vào quý 1 năm 2024 mới đây, đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi là vô cùng tự hào là người con sinh ra trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, và đặc biệt là tôi là một cô giáo dạy học lịch sử, và trong mỗi bài giảng, mỗi trang sách về lịch sử cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc thì đều chan chứa cái hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một danh tướng tài giỏi đã lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại ba đế quốc phát xít hùng mạnh nhất trên thế giới. Và với Đại tướng thì Đại tướng coi Mường Phăng như ngôi nhà thứ hai của mình, và đồng bào bà con Mường Phăng thì cũng coi Đại tướng như người thân trong gia đình, và hình ảnh đó thì đã luôn cháy bỏng trong tim tôi. Chính vì thế mà tôi đã có ý tưởng đó là sẽ sáng tác một tập thơ, viết những bài văn về Đại tướng. Tôi sẽ đọc cho các em nghe một bài thơ về một khó khăn, một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời Đại tướng. Đó là bài thơ có tựa đề "Đó là quyết định khó nhất đời tôi". Trời sang xuân Tây Bắc đẹp vô ngần, đường ra trận mặc muôn vàn gian khó, núi thẳm sông sâu rừng ngàn nắng đổ, đoàn quân vẫn rộn ràng hành cuộc vọng vang. Chiến dịch Điện Biên nay đã sẵn sàng, đánh nhanh thắng nhanh ngập tràn khí thế, trận quyết tử vội vàng là không thể. Lời Bác dặn văng vẳng mãi trong tim, giữa chiến trường bao dâu bể nổi chìm, vẫy nhãn quan thiên tài về quân sự, thay đổi phương châm xoay vần lịch sử, đánh chắc tiến chắc bản lĩnh sáng ngời. Đó là quyết định khó nhất đời tôi, quyết định nhân văn chiến thắng lẫy lừng, Võ Nguyên Giáp Điện Biên Phủ anh hùng. Cô ơi, em thấy trong bài thơ có ghi là quyết định nhân văn thì theo cô thì quyết định nhân văn đấy có hay không cô? Trước khi ra trận Điện Biên thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến gặp bác, và bác đã căn dặn đó là chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Chính vì thế mà đối với Đại tướng thì Đại tướng quý những người chiến sĩ hơn bản thân mình, và xót với từng vết thương của mỗi chiến binh, và đặc biệt là Đại tướng đau với nỗi đau của những người chiến binh trên chiến trường. Chính vì thế mà quyết định lịch sử này là quyết định có thể nói rằng đúng đắn nhất, và là cái quyết định mà làm nên một cái chiến thắng vĩ đại nhất, cũng là một quyết định mà giảm được cái thương vong cho những cái chiến sĩ trên chiến trận khốc liệt trong chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Quyết định nhân văn, chiến thắng lẫy lừng. Những câu chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đã trở thành một phần tuổi thơ của chúng em và của rất nhiều người sinh sống và làm việc tại mảnh đất Điện Biên ạ. Thưa quý vị và các đồng chí, huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu quan trọng sau khi nhập ngũ về đơn vị. Đây là cơ sở hình thành những kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng. Thực hiện tốt nội dung này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Do đó, công tác huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm luôn được Tiểu đoàn Bộ binh 1 Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chú trọng thực hiện. Năm 2024 này, bên cạnh huấn luyện, đơn vị đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất", hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ghi nhận của chúng tôi tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741. Tiểu đoàn Bộ binh 1 trong những ngày này đều có thể thấy rõ là tinh thần thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ đơn vị.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, nhưng cũng không làm giảm đi nhiệt huyết học tập, rèn luyện của cán bộ chiến sĩ trên thao trường. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến trình biểu huấn luyện theo quy định, tất cả các phân đội chiến sĩ mới sẽ có những hoạt động khác nhau để giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân đội. Đơn vị đã quán triệt đội ngũ cán bộ khung huấn luyện thường xuyên quan tâm sâu sát đến từng chiến sĩ, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên các chiến sĩ yên tâm tư tưởng. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai củng cố thao trường bãi tập, làm mới mô hình học cụ, chuẩn bị giáo án, tổ chức thông qua giáo án huấn luyện theo đúng quy định. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 100% cán bộ từ tiểu đội trở lên, quán triệt đến từng cán bộ với tinh thần trách nhiệm với bộ đội, với đơn vị và yêu cầu tỉ mỉ, sâu sát, tận tình, giúp đỡ chiến sĩ mới theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc trong huấn luyện. Khi mới vào đơn vị thì nhiều đồng chí là mới bước chân khỏi ghế nhà trường và chưa quen với môi trường quân đội, thì để chiến sĩ hòa nhập tốt với môi trường đơn vị thì trước hết là đối với đơn vị cũng đã tổng hợp cái chất lượng chính trị để nắm các đồng chí có cái hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên cũng như là chia sẻ. Đồng thời là trong quá trình sinh hoạt học tập công tác thì chúng tôi cũng thường xuyên là gần gũi, chia sẻ và hướng dẫn về anh em về cái nề nếp chế độ của đơn vị. Đặc biệt là trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi cũng gắn các quan điểm, các nguyên tắc và mối kết hợp trong huấn luyện. Cho đến thời điểm này thì đối với chiến sĩ mới thì các đồng chí đều yên tâm tư tưởng và xác định tốt cái nhiệm vụ và đã hòa nhập được với cái nề nếp chế độ của đơn vị. Và cái chất lượng chiến sĩ mới năm nay thì là tốt hơn các mọi năm, và tôi tin tưởng rằng là đối với năm nay thì cái chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới sẽ đạt được các cái chỉ tiêu đề ra. Năm 2024, Tiểu đoàn Bộ binh 1 được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện hơn 200 chiến sĩ mới. Với phương pháp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, các chiến sĩ mới nhập ngũ được hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất, tạo môi trường thân thuộc, giúp chiến sĩ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Chiến sĩ mới nhập ngũ 2024 thì đa phần là các thanh niên có độ tuổi rất là trẻ. Thì nhìn chung qua nắm bắt tư tưởng những tuần đầu các đồng chí nhập ngũ, đa phần các đồng chí an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng thường xuyên hỏi thăm về sở trường cũng như là năng khiếu của từng người. Từ đấy chúng tôi có thể phát huy được điểm mạnh của từng người, chăm lo đời sống từ bữa cơm đến giấc ngủ cho anh em, để tạo điều kiện cho các đồng chí chiến sĩ mới có được cái điều kiện sống, sinh hoạt và học tập được tốt nhất. Từ đó thì tư tưởng của anh em cũng dần dần ổn định và cũng hiện tại là 100% an tâm tư tưởng công tác. Được các cán bộ ở trong này tâm sự động viên, tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa các chiến sĩ mới, đến nay thì tôi cũng đỡ nhớ nhà và an tâm tư tưởng công tác. Hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ xây dựng cho mình bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành. Trong những ngày đầu ở đơn vị, mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng cùng có chung quan điểm là niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành những anh bộ đội Cụ Hồ. Quyết tâm đóng góp, tâm sức, trí tuệ, sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến sĩ Lia Vừ, Tiểu đội 6, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 là một trong số những người đã tốt nghiệp đại học làm đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Bước vào môi trường quân đội với rất nhiều sự bỡ ngỡ, được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình của các đồng chí cán bộ tiểu đội, trung đội, Lia Vừ đã nhanh chóng lấy lại được sự tự tin, quyết tâm rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em nghĩ là tuổi trẻ thì mình nên cống hiến cho đất nước và bảo vệ quê hương đất nước mình. Sau khi em tốt nghiệp, em đã viết đơn xin tình nguyện vào đây, vào quân ngũ. Em cảm thấy môi trường quân đội là một môi trường rất gian nan, và vào trong đây thì em cảm thấy mình trưởng thành hơn và được tham gia nhiều hoạt động, tham gia sản xuất và được học tập các môn thể dục, khám phá. Cùng với việc trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa, trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức, các chiến sĩ mới được tham gia ngày chính trị văn hóa tinh thần, được học 10 lời thề danh dự của quân nhân, 15 bài hát quy định trong quân đội nhân dân Việt Nam và thực hiện các chế độ trong ngày, tìm hiểu truyền thống của đơn vị, quy định của quân đội, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới để lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng,
những ngày đầu trong quân ngũ. Từ khi vào đơn vị, chúng tôi được các anh cán bộ chiến sĩ rất là giúp đỡ, thường xuyên giúp đỡ, rất là nhiệt tình và luôn hỗ trợ, dạy bảo từng chi tiết từ nhỏ đến lớn. Và từ vào thao trường lúc huấn luyện, các anh huấn luyện rất là, dạy bảo rất là nhiệt tình từng chi tiết. Và đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã rất là thành thạo về sử dụng vũ khí, khí tài trang bị và gấp chăn màn. Từ khi tôi vào nhập ngũ, các anh cán bộ và các đồng chí đã giúp đỡ tôi từ những cái nhỏ nhất, ví dụ như gấp chăn màn, từng bữa ăn giấc ngủ, và luôn luôn động viên tôi để giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ và an tâm tư tưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ. Mới chỉ là giai đoạn đầu của huấn luyện trong quân ngũ, song những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu đã nhanh chóng qua đi. Thay vào đó là những ấn tượng tốt đẹp về tình đồng đội, đồng chí và hơn hết là tình yêu Tổ quốc. Khẩu hiệu thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu là kim chỉ nam trong huấn luyện, đã và đang tiếp thêm sự tự tin và nghị lực để các tân binh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, xứng đáng với niềm tin yêu của địa phương và gia đình. Đồng thời, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những hình ảnh về sự trưởng thành của chiến sĩ mới đã khép lại chuyên mục quốc phòng Điện Biên kỳ này của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cùng toàn thể các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.